Xin chào các anh chị và các bạn. Trong chuyên đề liên quan đến kê khai thuế ngày hôm nay, sẽ hướng dẫn các bạn cách thức lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo biểu mẫu 05 KKTNCN thông tư 80 năm 2021. Để tiện cho các bạn theo dõi, thì tôi sẽ tóm tắt các nội dung sẽ được trình bày ở trong video này bao gồm: trước hết, tờ khai mẫu 05 KKTNCN theo thông tư 80 dành cho các tổ chức cá nhân chi trả tiền lương tiền công cho người lao động có khấu trừ thuế. Trong nội dung này chúng tôi sẽ trình bày một là các điểm mới của tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 80, giải thích các chỉ tiêu trên tờ khai và căn cứ lấy số liệu vào. Sẽ tập trung lưu ý các chỉ tiêu mà kế toán kê khai hay nhầm lẫn hoặc là chưa rõ dẫn tới sai sót. Hai phần còn lại sẽ là phần thực hành hướng dẫn cách thức các bạn lấy dữ liệu từ bảng lương lên tờ khai mẫu 05. Ở đây, bảng lương được trình bày trên file Excel sẽ hướng dẫn chia sẻ các công thức Excel tính toán một cách tự động, nhanh và chính xác nhất để tổng hợp dữ liệu lên trên tờ khai. Và phần cuối cùng sẽ là hướng dẫn trong trường hợp chúng ta doanh nghiệp có phát sinh phân bổ thuế thu nhập cá nhân khi mà tổ chức tại trụ sở chính trả thu nhập cho người lao động làm việc ở đơn vị phụ thuộc, điểm kinh doanh khác tỉnh mà có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dựa theo các ví dụ thực tế. Chúng ta sẽ bắt đầu các nội dung. Để kê khai thuế thu nhập cá nhân, các bạn sẽ lựa chọn ở mục thuế thu nhập cá nhân. Các bạn sẽ tích chọn biểu mẫu 05 tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 80 gạch chéo 2021. Khi các bạn lựa chọn xong thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải lựa chọn kỳ tính thuế là tháng hoặc là quý. Vậy căn cứ ở đâu các bạn sẽ lựa chọn tờ khai theo kỳ, theo tháng hay theo quý thì các bạn sẽ dựa theo đây ạ. Kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân thì các bạn sẽ dựa theo Nghị định 126, điều 8 và điều 9 nhé, khoản 1 luật quản lý thuế thì chúng ta sẽ căn cứ vào đây. Đây tôi sẽ mở cái Nghị định 126 để chúng ta sẽ nắm được thông tin luôn một cách nhanh nhất ạ. Tôi có đánh dấu phần hướng dẫn màu vàng, chúng ta sẽ dễ theo dõi. Về kỳ kê khai thì đối với điều 8, các loại thuế được kê khai theo tháng, quý, theo năm đây. Thì chúng ta sẽ nhớ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Là chúng ta nhớ các khoản thuế thu ngân sách do cơ quan quản lý thuế quản lý thì sẽ thuộc là thuộc diện kê khai tháng. Đây. Trong trường hợp thuế thu nhập cá nhân đây mà đáp ứng được tiêu chí theo điều 9 này thì sẽ kê theo quý. Vậy chúng ta sẽ ngầm hiểu là thuế thu nhập cá nhân là tờ khai kê theo tháng. Thì trong trường hợp nào thì doanh nghiệp được lựa chọn kê theo quý thì các bạn sẽ kéo xuống tờ mục số điều số 9. Đấy, điều số 9. Kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý. Chọn như sau. Người nộp thuế mà kê thuế thu nhập cá nhân theo tháng, nếu đủ điều kiện kê khai theo quý thì được lựa chọn tờ khai theo quý. Vậy là chúng ta sẽ hiểu là tờ khai thuế thu nhập cá nhân thì sẽ căn cứ theo cái kỳ kê khai của thuế giá trị gia tăng. Nếu mà thuế giá trị gia tăng kê theo quý thì doanh nghiệp cũng được lựa chọn là kê theo quý. Đấy là về kê khai như vậy. Thế cái điểm mới ở trong cái Nghị định số 91 năm 2020 thì cũng ra một cái quy định rất là mới, đó là gì ạ? Doanh nghiệp sẽ không phải nộp các hồ sơ khai thuế trong thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp là tháng quý không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Này, cái này là quy định khá mới. Trước kia chúng ta biết là gì ạ? Trong tháng quý mà không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, chỉ miễn là có chi trả cho người lao động thì đều phải kê khai hết. Nhưng đây cái điểm mới của cái Nghị định số 91 khoản 2 điều 1 tôi sẽ không mở nữa. Tóm tắt đây là doanh nghiệp sẽ không phải nộp hồ sơ kê khai trong trường hợp mà tháng quý không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Chúng ta lưu ý như vậy nhé. Chúng ta sẽ quay lại phần mềm hỗ trợ kê khai. Đây ví dụ tôi lấy dữ liệu doanh nghiệp lựa chọn kê khai theo tháng 01 năm 2023. Khái niệm tờ khai lần đầu, tờ khai bổ sung thì các bạn nắm được rồi. Tờ khai lần đầu, tờ khai lần 1. Tờ khai lần sung là các tờ khai mà được các bạn làm lại sau tờ khai lần 1 thì tất cả đều phải tích vào tờ khai bổ sung. Đây có một phần liên quan đến phần chọn phụ lục. Phần phụ lục này tôi sẽ nói sau, liên quan đến cái phân bổ thuế thu nhập cá nhân thì tôi sẽ nói sau. Các bạn bấm một nút đồng ý ạ.
Đấy, chúng ta sẽ có tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức cá nhân mà trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động. Các mục thông tin 4, 5, 12, 13 thì là thông tin chung rồi đúng không? Mục số 15, 15 là phân bổ thuế do có đơn vị hạch toán phụ thuộc tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi có trụ sở. Phần này tôi sẽ hướng dẫn ở phần sau. Một chút. Trong trường hợp đầu tiên tôi lấy ví dụ là trong trường hợp không có mục số 15 này, các bạn sẽ kê như nào? Thì đối với tờ khai này thì các chỉ tiêu về cơ bản cũng giống như tờ khai theo mẫu 05 cũ. Đó. Sẽ có một chút thay đổi thôi. Thì đây chúng ta sẽ nhớ, tôi sẽ tập trung các chỉ tiêu mà kế toán chúng ta hay có cái nhầm lẫn. Trước hết chúng ta sẽ nhớ ở đây mục 1, mục 2 các bạn sẽ nhìn thấy đây là kê gì ạ? Kê số người. Mục 1, mục 2 là kê số người. Còn từ mục 3, mục 4, mục 5, mục 6 trở xuống thì là kê theo số tiền. Các bạn sẽ nhớ nhé. Chúng ta sẽ có khái niệm liên quan đến cá nhân cư trú, cá nhân không cư trú, rồi cư trú có hợp đồng và không có hợp đồng. Cái này tôi sẽ giải thích nhanh một xíu tại vì khá nhiều kế toán các bạn còn nhầm lẫn trong cái các cái phân loại này. Đối với người lao động nhận thu nhập từ tiền lương tiền công thì chúng ta sẽ có hai nhóm chính là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Thì để phân biệt rõ ràng nhất chúng ta nhớ là dựa theo gì là thời gian cư trú. Cá nhân cư trú tức là có thời gian cư trú ở Việt Nam lớn hơn hoặc bằng 183 ngày. Hay để dễ nhớ chúng ta sẽ hiểu nôm na tức là trong 6 tháng, nửa năm trở lên. Và cái điều kiện thứ hai là có nơi cư trú ổn định. Nơi cư trú ổn định là gì ạ? Có nhà hộ khẩu đầy đủ này hoặc là có thuê nhà mà từ 6 tháng trở lên. Thì thế còn trường hợp còn lại không đáp ứng được tiêu chí thì sẽ xếp vào nhóm là cá nhân không cư trú. Trong nhóm cá nhân cư trú thì người ta tách làm hai nhóm, đó là cư trú có hợp đồng lao động và cư trú không có hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động cái này thì cũng khá nhiều các bạn hay nhầm lẫn. Chúng ta cứ hiểu nôm na là có hợp đồng lao động tức là đóng bảo hiểm thì cho hợp đồng lao động thì không không phải như vậy nhé. Hiện tại cái quy định hợp đồng lao động thì chúng ta có hai cái mẫu là hợp đồng lao động có thời hạn và không xác định thời hạn. Đấy thì cái hợp đồng lao động thì chúng ta chỉ phân biệt, tôi lấy một cái đơn giản để các bạn dễ hình dung một chút. Những trường hợp không có hợp đồng lao động sẽ bao gồm như này. Không có hợp đồng lao động là những cá nhân mà trong giai đoạn thử việc. Đấy, tức là dưới 3 tháng nhé. Dưới 3 tháng thì sẽ xếp vào nhóm là không có hợp đồng lao động. Ví dụ làm việc đến 2 tháng. Còn từ 3 tháng trở lên chúng ta xếp về nhóm trên, tức là có hợp đồng lao động sẽ được tính theo biểu lũy tiến. Trường hợp thứ hai không có hợp đồng lao động đó là những trường hợp mang tính chất chúng ta hiểu nôm na là ma sự vụ. Ví dụ như các hợp đồng cộng tác viên, các hợp đồng chuyên gia, ví dụ như doanh nghiệp lĩnh vực sự kiện thuê MC này, thuê các cái PG này, hay là đấy thì chúng ta sẽ xếp vào nhóm không hợp đồng lao động, hoặc thuê thuê các chuyên gia tư vấn này, thuê hợp đồng dịch thuật tài liệu đánh máy, chúng ta sẽ xếp vào nhóm là không có hợp đồng lao động. Thế tại sao việc chia tách nhóm lao động thành ba nhóm này thì vì mỗi một nhóm đối tượng thì sẽ cách tính thuế khác nhau. Thì cá nhân cư trú có hợp đồng lao động thì tính theo biểu lũy tiến, thuế lũy tiến từng phần. Cá nhân mà không có hợp đồng lao động thì sẽ áp dụng theo biểu thuế suất toàn phần tức là 10%. Còn cá nhân không cư trú thì là thuế suất toàn phần khấu trừ là 20%. Cái này sẽ được lấy ví dụ chi tiết trong cái phần ví dụ tiếp theo. Đấy là phần đầu tiên để các bạn phân biệt. Tôi sẽ lấy thông qua ví dụ luôn ở trên một cái bảng lương để chúng ta phân biệt vào cùng. Đây là bảng lương của doanh nghiệp. Với số lượng người lao động ở trên bảng lương đây là 7 lao động. Các bạn sẽ nhìn thấy hiện tại đây là tất cả lao động mà có hợp đồng lao động đấy ạ. Có đóng bảo hiểm đầy đủ. Trong tháng chúng ta có một cái hợp đồng với một cộng tác viên liên quan đến dịch tài liệu được trình bày ở riêng bảng thanh toán. Doanh nghiệp này không trình bày vào bảng thanh toán mình tháng tháng chung, thanh toán lương người lao động. Thế thì để thuận tiện cho việc lấy dữ liệu lên tờ khai thì cái phần bảng lương này là cái phần mà chúng ta sẽ in ra cho người lao động ký nhận nếu trường hợp thanh toán tiền mặt đây. Nó sẽ bao gồm các cột tên, rồi lương thời gian, các khoản có tính chất lương, rồi phụ cấp, các khoản khấu trừ lương như là bảo hiểm, thuế thu nhập nhân này, thực lĩnh. Thế để lấy số liệu ra thì chúng ta sẽ cần xây dựng một cái các cột dữ liệu phụ để phục vụ cho việc lên tờ khai, sẽ bao gồm các cột như sau, các bạn sẽ để ý. Ở đây tôi sẽ xây dựng các cột, đó là cột thu nhập chịu thuế, các cột liên quan đến giảm trừ gia cảnh, cột giảm trừ bảo hiểm, cột giảm trừ từ thiện nhân đạo nếu có nhé. Và cột tiếp theo là cột thu nhập tính thuế, và cột cuối cùng là cột thuế thu nhập cá nhân. Tôi sẽ làm ví dụ luôn trực tiếp trên ví dụ của cái bảng lương doanh nghiệp này. Cột thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế là các khoản tiền lương, các khoản mang tính chất lương.
Ở đây trên bảng này chúng ta sẽ bao gồm các dữ liệu cột nào? Cột này nó sẽ có là cột doanh nghiệp này, là tính lương thời gian này, cột lương thời gian này, cột phụ cấp trách nhiệm này sẽ tính là thu nhập chịu thuế. Khoản phụ cấp ăn trưa này trong vòng 730.000 đổ về thì chúng ta không tính vào thu nhập chịu thuế nhé. Phụ cấp điện thoại xăng xe có nêu trong quy chế tài chính công ty ở mức hợp lý, đây chúng ta cũng không tính vào thu nhập, không được coi là thu nhập chịu thuế. Vậy thu nhập chịu thuế doanh nghiệp này sẽ bao gồm là khoản lương cộng với khoản phụ cấp trách nhiệm thôi ạ. Và chúng ta sẽ tính vậy. Lương này và khoản phụ cấp trách nhiệm. Khoản giảm trừ gia cảnh, giảm trừ gia cảnh thì đối với lao động có hợp đồng lao động thì giảm trừ gia cảnh sẽ bao gồm giảm trừ bản thân và giảm trừ cho người phụ thuộc. Mức giảm trừ thì cho các bạn cũng nắm được rồi. Giảm trừ bản thân là 11 triệu, còn người phụ thuộc tức là người mà người lao động nuôi dưỡng đấy sẽ là giảm trừ là 4,4 triệu một người. Đây tôi ví dụ trong trường hợp này doanh nghiệp là các cá nhân chỉ giảm trừ bản thân 11 triệu. Phần giảm trừ bảo hiểm, đây là phần mà bảo hiểm người lao động chịu đã khấu trừ vào lương. Ở đây trên bảng lương đã có tính sẵn đấy. Và tôi sẽ đặt công thức giảm trừ bảo hiểm bằng cột tổng bảo hiểm đấy. Phần thu nhập tính thuế sẽ được tính là bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ. Giảm trừ gia cảnh này, giảm trừ bảo hiểm này, các khoản từ thiện nhân đạo mà cá nhân có tham gia. Lúc này chúng ta sẽ đặt công thức vào thu nhập chịu thuế này, trừ giảm trừ gia cảnh này, trừ giảm trừ bảo hiểm này. Ở đây các bạn copy công thức xuống thì sẽ thấy là một số những người lao động chúng ta sẽ không chưa đến mức chịu thuế thì cái phần giá trị này bằng là số âm, chúng ta có thể đặt thêm công thức để không là số âm. Chỗ này các bạn có thể đặt thêm công thức là hàm max, so sánh các cái số liệu chúng ta tính với lại số 0. Vậy trong trường hợp mà giá trị trả về là kết quả số âm thì nó sẽ trả là kết quả số 0. Thêm vào, vậy là phần thu nhập tính thuế các bạn thêm một xíu công thức vào đây. Đây vậy, như bảng lương doanh nghiệp này chúng ta sẽ thấy là có 3 lao động còn thu nhập tính thuế. Đấy, sau khi lấy thu nhập này, chịu thuế trừ giảm trừ gia cảnh, trừ giảm trừ bảo hiểm thì còn 3 người. Đó. Chúng ta sẽ dựa theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần để tính vào đây. Ở đây tôi đã đặt sẵn một cái công thức thuế thu nhập cá nhân rồi. Công thức này là công thức ngắn gọn nhất để tính thuế thu nhập cá nhân. Chúng ta không sử dụng các cái hàm điều kiện, hàm if lồng với nhau. Để các bạn có thể theo dõi chi tiết cái phần mà công thức thuế thu nhập cá nhân này cũng như là copy sẵn công thức thuế thu nhập cá nhân này thì các bạn có thể tham khảo trực tiếp ở trên kênh của tôi. Các bạn gõ ở phần tìm kiếm. Đấy, các bạn gõ chữ công thức vào đây. Đấy. Thì cái phần video là công thức ngắn nhất để tính thuế thu nhập cá nhân. Trong cái bài này đã có cái phần mà hướng dẫn giải thích công thức cũng như là cho phép các bạn có thể là lấy trực tiếp các công thức để các bạn ghép vào bảng lương nhé, tính toán thực hiện. Đấy, vậy tôi không hướng dẫn phần thuế, phần công thức tính thuế thu nhập cá nhân nữa. Đấy, chỉ giải thích thôi. Trong công thức này là các bạn sẽ thấy đây là cái áp dụng lồng ghép giữa hàm sum và hàm take để tính thuế thu nhập cá nhân. Công thức rất là ngắn gọn thôi. Thế thì trong cái phần thu nhập chịu thuế này thì trên cái tờ khai nó sẽ yêu cầu tách là thu nhập chịu thuế của tổng tất cả người lao động này, của 7 người đấy, và thu nhập chịu thuế của những ai bị khấu trừ. Ở đây trong trường hợp này chúng ta thấy là có 3 lao động bị khấu trừ thuế, vậy chúng ta sẽ cộng riêng cái thu nhập của 3 lao động này đấy. Các bạn có thể cộng thủ công nhưng đây tôi dùng công thức để sau này trường hợp doanh nghiệp chúng ta có nhiều người lao động thì các bạn sẽ làm như sau. Này, chúng ta tính sẵn, các bạn sẽ sử dụng hàm điều kiện, công thức tính tổng theo điều kiện, hàm sum if đấy. Giảm ít tính tổng theo điều kiện này, tôi sẽ làm lại luôn để các bạn sẽ dễ hình dung. Giảm ít cái vùng điều kiện các bạn là sẽ dựa theo những ai mà có cái thuế thu nhập cá nhân này tính tổng thôi. Vậy cái vùng điều kiện này chính là vùng điều kiện này, được chưa? Phải này, điều kiện tính tổng của các bạn là gì ạ? Là những trường hợp mà thuế này có thuế và chúng ta để trong ngóc cách, các bạn điền số là lớn không. Vậy là điều kiện tính tổng là gì? Những cột nào mà thuế thu nhập cá nhân lớn không. Vùng tính tổng là phần thu nhập chịu thuế đấy. Các bạn tính vào đây. Enter, các bạn sẽ có kết quả. Vậy trường hợp này nó chính là số này đây. Bồi bao này các bạn có tổng là 59 triệu đấy. Vậy ở đây tôi đã hoàn thành xong việc tổng hợp các dữ liệu để phục vụ cho việc lên tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng quý, bao gồm các chỉ tiêu như này.
Việc còn lại của bạn bây giờ sẽ là điền vào tờ khai. Là sẽ điền thông tin như sau: tổng số người lao động, trong đó cá nhân cư trú có hợp đồng lao động. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy tổng số người lao động trong tháng này chúng ta sẽ có là 7 lao động ở trên bảng lương này và một lao động cộng tác viên ký hợp đồng này, và chúng ta sẽ tổng lao động là 8 người, trong đó 7 người là có hợp đồng lao động nhé. Đây, chúng ta sẽ điền vào đây tổng số người lao động là 8, trong đó cư trú có hợp đồng lao động 7. Đây. Tiếp tục xuống mục số 2, đó là tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế, vẫn là số người thôi. Chúng ta sẽ thấy ở trên bảng lương lao động có hợp đồng, trong trường hợp này là doanh nghiệp có 3 người bị khấu trừ thuế. Và đối với bảng thanh toán cho cộng tác chuyên gia thì có 1 người bị khấu trừ thuế. Đây cái phần cộng tác viên thì tôi nói thêm luôn. Chúng ta dựa theo trong tháng 1 này doanh nghiệp này có một cái khoản thanh toán cho cộng tác viên. Đây, bản nghiệm thu. Cái này nó không phải hợp đồng lao động mà mang chất hợp đồng dân sự đây. Công ty ký kết với một cá nhân này, dịch tài liệu này. Trong kỳ cá nhân này dịch được nghiệm thu với tổng số tiền là 7 triệu 2. Thuế thu nhập cá nhân đối tượng này đương nhiên sẽ không có giảm trừ gia cảnh hay là bảo hiểm gì nhé. Sẽ bị khấu trừ trực tiếp luôn. Thuế suất cố định là 10%, 720.000. Số tiền còn lại thanh toán như này. Và chúng ta sẽ điền vào đây, vậy là tổng số cá nhân mà đã bị khấu trừ thuế có hợp đồng là 3 lao động và không có hợp đồng là 1. Vậy chúng ta sẽ điền cái số lượng bị khấu trừ thuế vào đây là 4. Vậy tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế cư trú bao gồm cả có hợp đồng không hợp đồng là 4 này. Trường hợp này doanh nghiệp không có cá nhân cư trú nhé, không cư trú. Chúng ta xuống mục số 3 là tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân. Ở đây tôi phân tích luôn hai mục số 3, mục số 5. Mục số 3 là tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân. Mục số 5 cũng là tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ. Vừa rồi tôi đã làm ở trên cái bảng lương đây, các bạn đã có cột thu nhập chịu thuế. Cái phần này là cũng khá nhiều doanh nghiệp hay bị nhầm lẫn này. Ở đây người ta hỏi là gì ạ? Là thu nhập chịu thuế chứ không hỏi thu nhập tính thuế nhé. Và chúng ta sẽ lấy ở cột dữ liệu này, tổng thu nhập chịu thuế. Đây các bạn sẽ có tổng thu nhập chịu thuế của phần lao động có hợp đồng đấy. Giờ các bạn cộng thêm với thu nhập chịu thuế của cái cộng tác viên nữa nhé. Chúng ta điền vào cùng. Còn thu nhập chịu thuế của những người bị khấu trừ, chúng ta cộng riêng của ba người này thôi. Đó, nhắc là cùng. Đây tôi sẽ lấy dữ liệu thu nhập chịu thuế tổng thu nhập này cộng với phần thu nhập của cái cộng tác viên này là 7 triệu 2 này. Vậy tổng thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp này cộng với cộng tác viên này là 89,526,923. Này tôi copy vào. Xin lỗi bạn, có ở mục số trên là tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân. Cá nhân không cư trú không có này. Ở đây chúng ta tôi có xuống tiếp cái mục số 5 luôn, xong giải thích cái mục giữa sau nhé. Còn trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ. Thuộc diện phải khấu trừ thì có 59 triệu là của ba người này này. Cộng thêm với cộng thêm với khoản 7 triệu 2 của cái phần công tác viên chuyên gia đây. Vậy là 66 triệu 200. Chúng ta sẽ điền 66 triệu 200 vào phần thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ 662000. Đấy, vậy là mục số 3, mục số 5 đều hỏi về thu nhập chịu thuế. Mục số 3 là tổng thu nhập chịu thuế của tất cả lao động. Còn mục số 5 là hỏi riêng thu nhập chịu thuế của những cá nhân mà bị khấu trừ thôi. Được. Quay lại ở trên mục số 3, chúng ta có một mục là 3.3 là tổng thu nhập chịu thuế từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động. Nhớ là không thành lập ở Việt Nam thôi nhé. Thì các bạn sẽ điền vào đây. Thì cái tổng phí bảo hiểm này các bạn điền vào đây thì nó sẽ cái thuế này nó sẽ doanh nghiệp. Chúng ta nhớ là khi doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập Việt Nam này thì sẽ phải khấu trừ tại nguồn là 10%. Ví dụ như các tôi gõ thử này. Doanh nghiệp mua 12 triệu đấy sẽ phải tiền khấu trừ sẽ phải là 1 triệu 2 này. Thế còn những trường hợp mà doanh nghiệp chúng ta mua bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm không bắt buộc của doanh nghiệp mà hoạt động thành lập tại Việt Nam này
hoạt động và thành lập và hoạt động tại Việt Nam thì chúng ta không khấu trừ nhé, không khấu trừ, tại vì là cái phần bảo hiểm nhân thọ tức là bảo hiểm mang tất tích lũy mà, thì khi cơ quan bảo hiểm chi trả thì lúc đấy mới khấu trừ, mới thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Tôi giải thích gọn như vậy để các bạn nắm. Mục số 4 là tổng thu nhập được miễn theo quy định hợp đồng dầu khí, cái này chúng ta không có này. Là rồi cá nhân cư trú. Chúng ta xuống tiếp thẳng mục số 6 là tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ. Đây, cá nhân cư trú tức là cộng cả có hợp đồng và không có hợp đồng. Thì các bạn sẽ lấy ở đấy. Vậy ở đây thuế thu nhập cá nhân của lao động có hợp đồng là hơn 1 triệu tư này. Các bạn cộng thêm với số thuế thu nhập cá nhân của cộng tác viên này là 720.000. Số thuế bị khấu trừ là 2 triệu mốt. Tôi copy số này vào. Đấy. Và trên đây đã là đưa số liệu từ cái bảng lương vào trên cái tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Các bạn, và những chỉ tiêu mà các bạn cần lưu ý đó là phân biệt giữa ấy, trường hợp cá nhân cư trú này, không cư trú này. Trong cư trú thì có hợp đồng và không có hợp đồng, phân biệt ra tại vì mỗi một đối tượng cách tính thuế khác nhau. Cái thứ hai là dữ liệu lấy trên tờ khai là hỏi về thu nhập chịu thuế. Đấy, cả mục số 3, mục số 5. Không hỏi về cái thu nhập tính thuế cũng như cách tính, cho nên chúng ta nhớ nhớ lấy dữ liệu ở đúng cột nhé. Và doanh nghiệp tính ra mức thuế bao nhiêu thì sẽ điền ở mục số 6, tức là tổng số thuế cá nhân đã khấu trừ. Nhắc thêm các bạn, chúng ta kê khai vào đây là khi nào chúng ta kê vào đây là khi doanh nghiệp đã thực tế chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động nhé. Vậy những trường hợp mà doanh nghiệp chúng ta chưa thanh toán hay là nợ nợ lương nợ chẳng hạn, hay là chưa thanh toán, chúng ta sẽ không không kê khai các dữ liệu mà chưa thanh toán bảng lương vào trên cái tờ khai này. Đấy là cái như tờ khai vào. Đấy, chúng ta sẽ có kết quả. Vậy vừa rồi tôi đã hướng dẫn các cái cách thức lấy dữ liệu từ bảng lương lên tờ khai mẫu 05 rồi, chia sẻ công thức tới Excel cũng như lưu ý các chỉ tiêu mà doanh nghiệp hay nhầm lẫn và có sai sót. Thế trên tờ khai chúng ta còn có thêm một cái nội dung mà tôi trình bày muốn trình bày riêng, đó là cái phần phân bổ thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp tổ chức tại trụ sở mà có trả thu nhập cho người lao động làm ở đơn vị phụ thuộc khác tỉnh nhé, có khấu trừ thuế. Để giải thích tôi lấy qua ví dụ để bạn dễ hình dung hơn. Đây, ví dụ như là cũng một doanh nghiệp ở trong chúng ta, doanh nghiệp địa bàn là ở Hà Nội nhé. Trên cái bảng lương có cái phần mà thanh toán cho người lao động ở văn phòng công ty. Đấy, tất cả chỗ này là Hà Nội hết này. Doanh nghiệp có mở một văn phòng đại diện ở Thái Nguyên, tức là địa điểm kinh doanh, địa điểm ở Thái Nguyên, nhưng mà cái phần chi trả tiền lương là cũng ở Hà Nội hết. Vậy khi chúng ta trình bày bảng lương ở đây, thế thì nguyên tắc về thuế thu nhập chúng ta hiểu là vãng lai đây, doanh nghiệp có phát sinh ở tỉnh thì sẽ đóng góp một phần cho ngân sách địa phương. Vậy cho nên là cái thuế thu nhập cá nhân nếu có này thì doanh nghiệp cũng sẽ phải kê và đóng góp cho địa phương ở Thái Nguyên một phần. Đấy, hiểu về mặt lý thuyết là như vậy. Cái phần này các bạn có thể phần phân bổ này các bạn tham khảo là của cái điều 19 thông tư 80 nhé, nó rất là kỹ. Đây tôi hướng dẫn luôn trực tiếp. Tức là chúng ta hiểu là doanh nghiệp sẽ kê khai cái thuế thu nhập cá nhân này tất cả ở trụ sở hết và thực hiện lập bảng phân bổ riêng. Còn sau đó thì cái số tiền mà được phân bổ cho địa phương thì sẽ nộp cái số tiền phân bổ cho địa phương. Đấy, vậy các bạn sẽ cách thức kê khai như nào? Tôi sẽ lập theo tờ khai mới. Trong trường hợp này thì các bạn chúng ta sẽ sử dụng cái chỉ tiêu số 15 này. Đấy, phân bổ thuế cho đơn vị hạch toán phụ thuộc tại địa bàn cấp tỉnh khác trụ sở chính. À, chúng ta bấm vào nút thêm phụ lục, các bạn chọn thêm phụ lục 051. Tôi sẽ vẫn điền dữ liệu ở tờ khai trước này, giống như là ví dụ trước, tôi sẽ điền luôn vào đây. Trong trường hợp này tôi bỏ phần cộng tác viên để các bạn dễ hình dung hơn. Vậy ở đây tổng số người lao động cá nhân có hợp đồng, tổng số người lao động là 9 người này, có hợp đồng là 9, các bạn điền số liệu vào đây 9 này. Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế đây là 4 người này, 3 người ở văn phòng và 1 người ở văn phòng đại diện, đây là 4 người này. Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân, tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân này, tôi điền vào đây. À,
Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ, đây là chỉ tiêu 27. Đây là 75. Cách thức kê khai không khác gì nhé. Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 1.6.000, bao gồm là 1.4.000 ở văn phòng chính trụ sở và 196.000 của văn phòng ở Thái Nguyên. Vậy tôi đã làm xong cái dữ liệu của cái tờ khai chính rồi. Thì sau đó chúng ta sẽ chuyển sang bên cái phụ lục phân bổ này để các bạn sẽ làm này. Lục 051. Là chúng ta sẽ điền vào đây. Cách thức điền, đầu tiên cột ở loại chỉ tiêu. Trong trường hợp này chúng ta có phân bổ cái số thuế cho trụ sở chính và cái chi nhánh, và chúng ta sẽ chọn sẽ phải thêm dòng nhé. Các bạn bấm phím F5 để thêm dòng này. Vậy loại chỉ tiêu đầu tiên là trụ sở chính này, dòng số 2 là phần chi nhánh này. Tôi viết tắt một chút trụ sở chính này, ví dụ công ty nhé. Đây là văn phòng đại diện. Mã số thuế. Tôi chọn doanh nghiệp ở Hà Nội này. Cục thuế Hà Nội này. Chi cục Bắc Từ Liêm này. Đối với văn phòng đại diện ở Thái Nguyên này, các bạn chọn tỉnh Thái Nguyên này. Cục thuế Thái Nguyên, chi cục ở đây là Phú Lương này, Phú Lương Định Hóa này. Rồi. Sau khi bạn điền xong các thông tin chung xong rồi, chúng ta sẽ sang các cột liên quan đến dữ liệu. Rồi. Chúng ta hiểu nôm na vậy, các bạn sẽ tách cái phần khai báo ở tờ khai này chi tiết cho phần trụ sở chính và chi nhánh riêng. Vẫn là các chỉ tiêu cơ bản như vậy thôi. Đầu tiên, thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân, trụ sở chính bao nhiêu, chi nhánh bao nhiêu. Vậy tôi đã tách ở trên bảng này rồi. Thu nhập chịu thuế tổng là 105 này, trả cho văn phòng chính là 82 này. Cho văn phòng ở Thái Nguyên là 23 này. Vậy các bạn sẽ copy dữ liệu vào cùng. Đây. Vậy chuyển chi trả cho công ty là 82 này. Chi trả cho văn phòng là 23 này. Rồi, tiếp tục. Sang cột số 11 là thu nhập chịu thuế thuộc diện khấu trừ. Vậy đây tôi copy thu nhập chịu thuế của 3 người bị khấu trừ này ở văn phòng này. Thu nhập chịu thuế của 1 người bị khấu trừ ở văn phòng Thái Nguyên này. Đây, tôi đã làm công thức ở dưới này rồi. Tổng thu nhập chịu thuế bị khấu trừ là 75 triệu mấy, trong đó văn phòng là 59 triệu. Và của địa bàn Thái Nguyên là 16 triệu 500. Số lượng cá nhân nhận thu nhập ở doanh nghiệp là 7 này. Ở văn phòng Thái Nguyên là 2 này. Số lượng cá nhân phát sinh khấu trừ thuế ở văn phòng là 3 này. Và địa bàn tỉnh là 1 này. Thì các bạn luôn luôn lưu ý là cái số tổng cộng này. Tổng cộng này bắt buộc phải bằng với tờ khai nhé. Tổng cộng mục 10 bằng tờ khai 11 rồi 12, 13, 14 nhé. Tiếp sang cột 14 này. Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Đây, vậy là ở văn phòng bị khấu trừ là 1.4 này. Có vào đây. Còn ở văn phòng đại diện ở Thái Nguyên là 196.250. Đấy, là về cách thức kê khai thì các bạn hướng dẫn các bạn cơ bản như vậy. Vậy là chúng ta sẽ vẫn là dựa theo dữ liệu trên bảng lương nhưng chia tách ra phần thu nhập chịu thuế này, rồi người lao động này, rồi số thuế đã khấu trừ theo từng địa bàn, ở trụ sở chính là bao nhiêu, ở văn phòng bao nhiêu. Vậy tổng số thuế chúng ta kê khai ví dụ doanh nghiệp này là 1.632.000, và khi chúng ta nộp lên thì sẽ phân bổ nộp vào ngân sách, thì là đối với thuế ở Bắc Từ Liêm Hà Nội sẽ nhận số tiền là 1.435.000,
Còn đối với thuế ở Thái Nguyên sẽ nhận là 196.250, và số thuế này là phân bổ cho cả văn phòng công ty ở Hà Nội và ở Thái Nguyên. Như vậy. Chúng ta bấm ghi dữ liệu vào. Các bạn thành công và chúng ta sẽ thực hiện kết xuất tờ khai để nộp. Vậy lưu ý trong trường hợp mà khi báo lỗi thì các bạn phải kiểm tra về tính logic. Như tôi ví dụ tôi thử sửa số liệu đi một chút này. Khi các bạn bấm ghi mà thấy báo màu đỏ, chứng tỏ dữ liệu đã sai sót thì các bạn sẽ phải để ý lại kiểm tra. Chúng ta di chuột lại gần sẽ có cái thông báo để các bạn kiểm tra dữ liệu. Đó, ví dụ như này. Cột số 11 là người ta thông báo là cột số 11 trên cái phụ lục này phải bằng chỉ tiêu 26 trên tờ khai. Đấy, vừa rồi tôi giải thích rồi, tức là cái dòng tổng cộng này bao giờ cũng phải khớp so với các chỉ tiêu tổng ở trên tờ khai nhé. Các bạn nhớ là chúng ta phải điền cho đúng thì mới không bị báo lỗi. Vậy tôi nhắc thêm chỉ tiêu số 10, lưu ý thêm này, chỉ tiêu số 10 trên phụ lục này 105.326 bằng với chỉ tiêu 22 trên tờ khai, ok chưa? Chỉ tiêu số 11 trên phụ lục bằng với chỉ tiêu 27 trên tờ khai, và chỉ tiêu số 14 tổng số thuế khấu trừ bao gồm văn phòng công ty thì bằng với chỉ tiêu số 30 ở trên tờ khai. Đấy, về mặt logic thì các bạn sẽ hiểu như vậy. Tương tự như vậy số người lao động cũng vậy nhé. Người lao động các bạn gõ sai cũng sẽ bị cảnh báo đấy. Đấy, tổng số lao động 9, trong đó là trụ sở là 7, văn phòng Thái Nguyên là 2. Tổng số lao động bị khấu trừ tổng là 4, trong đó 3 ở trụ sở và 1 ở văn phòng. Cái tờ khai này thì khi các bạn đăng nhập ở trên thuế điện tử thì các bạn vẫn nộp như bình thường nhé. Vậy tất cả cái phần mà kê khai là nộp ở hết trụ sở chính, tức là văn ở Hà Nội. Đấy. Chỉ riêng cái bước là khi chúng ta nộp tiền vào ngân sách nhà nước thôi, chúng ta sẽ tách riêng cái số tiền này ra là nộp một phần ở công ty, một phần ở địa phương. À, vậy trên đây đã hướng dẫn các bạn những kiến thức cơ bản nhất liên quan đến kê khai thuế mẫu 05 thu nhập do tổ chức cá nhân chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động. Hy vọng rằng với những kiến thức chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn cập nhật và lập tờ khai theo đúng các quy định của pháp luật. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video hướng dẫn tiếp theo.